Lý do tôi chia sẻ câu chuyện này là bởi vì tôi thấy có quá nhiều người bị rơi vào trường hợp thảm họa giống như tôi mà họ không biết trước. Ngày trước á, tôi đi chăm sóc da ở thẩm mỹ viện để điều trị những cái tàn nhang và cũng để cho mình đẹp hơn. Thì khi người ta điều trị, người ta đưa cho tôi một kem về xài thêm, thì mình cũng xài được 1-2 tháng đầu thì da bắt đầu có cái da tốt hơn, trắng hơn, có những cái dấu hiệu tốt thì tôi tiếp tục tôi xài. Nhưng mà trong một lần đi công tác ở nước ngoài thì tôi lại quên mang cái hũ kem ấy đi. Và trong khoảng tầm 10 ngày như vậy thì tôi cảm thấy là da của mình nó bắt đầu là nó khô rát, nó khó chịu, nó cứ dễ dị ứng, nó ngứa và nó bắt đầu nổi như cái mụn đỏ li ti. Thì mình nghĩ thì khí hậu khác thì da mình có thể là nó không phù hợp. Nhưng mà sau khi về nước rồi tôi đi khám da để điều trị những cái mụn đó, thì tôi có hỏi thêm thông tin nữa của những người bạn có chuyên môn hơn. Và thì tôi mới biết được rằng cái loại kem mà tôi đang xài thật ra là trong thành phần của nó có chứa corticoid, mà nó giúp cho mình được cái hiệu quả ban đầu thôi, nhưng thật sự nó làm cho da của mình bị tổn thương rất là nhiều và không xài được cái gì khác nữa hết. Sau đó tôi đi chịu nhiều nơi khác, họ cũng hứa với tôi là sẽ điều trị hết, sẽ hết. Thế nhưng mà cứ được xức một cái gì lên là nó cũng dị ứng, nó không chấp nhận. Và lúc đó thì tôi cực kỳ là căng thẳng, mình giống như là bế tắc. Một cái kết quả mà tôi không thể ngờ đến. Vấn nạn về mỹ phẩm chứa corticoid ở thị trường Việt Nam tôi nghĩ là nhiều nhất trên thế giới. Bởi vì người Việt Nam của chúng ta thích trắng da nhanh, thích đẹp nhanh, thích kết quả vĩnh viễn. Đó là một trong những lý do mỹ phẩm chứa corticoid ra đời. Như vậy tại sao điều trị da nhiễm corticoid lại khó khăn như vậy? Sau đây tôi sẽ hướng dẫn các bạn nguyên tắc điều trị da nhiễm corticoid là như thế nào nhé. Nguyên tắc thứ nhất là chúng ta phải cắt liều cái mỹ phẩm chứa corticoid. Bạn đừng bao giờ ngưng cái mỹ phẩm này đột ngột. Bạn cắt liều bằng cách là tuần thứ nhất bạn sử dụng cách 1 ngày, tuần thứ hai cách 2 ngày, tuần thứ ba cách 3 ngày, cho đến khi bạn cắt quãng ra được khoảng chừng 1 tháng đến 2 tháng, bạn không cần sử dụng cái mỹ phẩm này nữa mà nó không có biểu hiện nhạy cảm trên da. Nguyên tắc thứ hai, vì da nhiễm corticoid là da đang bị teo, đang bị mỏng và đang rất là nhạy cảm, thì chỉ được dùng các phương pháp là từ các nguyên liệu tự thân, ví dụ như là huyết tương tự thân, mỡ tự thân, để làm cho da dày lên, khỏe trở lại. Khi da dày lên và khỏe trở lại thì các dấu hiệu nhạy cảm của cái vấn đề nhiễm corticoid sẽ mất đi. Nguyên tắc thứ ba, khi chúng ta cai nghiện được cái mỹ phẩm corticoid và da dần khỏe lên rồi, thì các bạn cần phải tập cho da mình quen với mỹ phẩm dưỡng da mới và thuộc loại tốt. Nhưng bắt đầu bằng những cái bước cơ bản, ví dụ như là chúng ta chỉ cho một cái sữa rửa mặt chen vào thôi. Một tuần có thể bạn sử dụng 1 đến 2 lần để làm quen. Và dần dần chúng ta sẽ cho kem dưỡng hay là kem chống nắng vào. Cái việc sử dụng mỹ phẩm chăm sóc da sau khi đã cai nghiện được corticoid nhằm giúp cho cái da được duy trì và nuôi dưỡng tốt về sau. Lưu ý, đối với những trường hợp da nhiễm corticoid thì tuyệt đối đừng sử dụng các phương pháp tác động trực tiếp lên da như laser, lột da hay là thuốc bắc, bởi vì nó sẽ gây ra cái tai biến rất là nghiêm trọng, đó là tăng sắc tố sau viêm. Nếu các bạn đang gặp phải vấn đề da nhiễm corticoid, hãy thử phương pháp điều trị như trên. Chúc các bạn lấy lại làn da mạnh khỏe.